Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong clip ngày nay bên mình giải thích tại sao những chiếc phễu mình chuyển đi hiện nay lại phải chuyển khoản trước bên mình mới gửi. Anh em đã quan sát đây là một cái phễu này 12 x 12. Đây giá thành bán này là 130.000 anh em nhé. Có dấu COD bên cục này. Trước là mình ship code ngày 23 tháng 2 này. Đây đi Thanh Hóa nhé, thôi mình không giấu tên. Và cái người này này có số điện thoại đây này, anh em để ý này. Thôi mình cũng không muốn cho các ông này lên nữa, cũng 100.000 lên mạng đây nhá, ở cái đuôi như thế này. Và đó, anh như thế đó, đặt lại nhá. Đây mã là cái mã vận đơn đây, anh em phải tra xem là huấn nào đuôi có nói phét hay không, hay là nằm cái đợt ảo để câu view câu like, được kiểm tra nội dung, nghe được sờ thấy hàng, tiền giao thì cháo mới múc nhá. Mã vận đơn này xem nó có đi hay không nhá, xem có hành trình hay không. Anh em cứ tra cái này lên Vietnam Bot đấy, đánh cái số này vào này, CF này này, 128974954VN này, xem có đi không nhá anh em nhá. Đó. Tại sao lại phải hoàn đây, mình úp nó xuống này thôi. Cứ hơn 100.000 mà bóc phốt thì mang tiếng, thì chả bóc phốt làm gì cả. Đây mình cắt nó ra cho anh em mình xem. Đang làm một tay thì mình sẽ cắt một tay trái hơi ngượng, anh em hơi rung máy anh em thông cảm nhá. Đấy. Cái đơn này thì người ta từ chối rồi thì chắc là chưa, người ta từ chối thường là thông thường là không bỏ ra xem. Mình sẽ bóc cho anh em mình xem. Đấy thì tại sao ngày xưa thì mình rất là đơn giản thôi, có 100.000 thì mình bóc cọc để làm gì. Cái phễu này anh em bảo nãy nờ được bao nhiêu tiền đâu, vài chục nghìn đấy nha. Đó. Đó anh em, đây mình làm một tay nó hơi rung anh em thông cảm nhé. Đó cái phễu 12 x 12 thôi, mình chả bóc phốt ai làm gì cả, chả đọc tên làm gì cả. Để về thì về nhiều, hoàn thì tận đơn vị anh em này, đây hoàn thì nhiều. Đây là về này, về hàng chục đơn cơ. Đơn vị một ngày bên mình đi một ngày đi mấy chục đơn, hoàn tuần này là quá ít anh em nhé, không vấn đề gì cả vấn đề hoàn. Nhưng mà cái lý do nó hoàn cái nhỏ tí này thì buồn cười quá. Này một đôi phễu này. Đấy có phễu may quá không vỡ nên mất cả chì lẫn chài. Phễu thì mình bán có 130.000 đây, bao ship thì đắt hay rẻ thì mình không biết đến giá thị trường, nhưng mà anh em mình đã mua thì có trách nhiệm với cái mình đặt thôi. Còn vấn đề không ai khí anh em mua là một, thứ hai là không ai dụ dỗ anh em mua là hai cả. Cái mua hàng online này là đa phần là anh em 100% phải đa phần là anh em điện thoại đến bên mình, anh em đặt hàng, chứ bên mình cũng không bao giờ điện cho anh em là mời anh em mua cái phễu hay mời anh em mua cái loa cả, không bao giờ điện đi mời ai cả. Anh em đến xem kỹ lưỡng. Bây giờ thì các công nghệ thông tin nó quá đơn giản, anh em tra giá nó quá dễ rồi, search giá nó quá dễ rồi, anh em mua chứ không ai bắt anh em phải mua cả. Đắt hay rẻ thì mình đã chốt rồi, quyết định mua rồi thì hãy mua. Đây là 130.000 anh em nhé. Đó thì thế, bên kia này còn giá cả thì anh em mình đa phần tra cả rồi. Đấy, tất nhiên là như thế. Đó. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này nha.